Chào quý vị và các bạn, Tuấn Dương đang có mặt ở trước cổng chợ Bình Tây. Cổng chợ Bình Tây, ngày xưa thì tên gọi của nó là chợ lớn. Chợ này thì do cái ông có cái tên là Quách Đàm, ông ấy đã từng xây dựng. Đây đang là chợ Bình Tây đây thưa quý vị và các bạn. Ở hai bên thì là bãi giữ xe gắn máy đó các bạn. Hai bên là cái bãi giữ xe gắn máy và các bạn thấy cảnh buôn bán ở đây thì rất là nhộn nhịp. Mọi người thì tới chở hàng hóa mua đi vào trong những các cái dịp Tết để họ bán hàng. Và đây thì có một cái chiếc, đây là một cái chiếc xích lô nhìn khá là đẹp. Chiếc xích lô này thì Tuấn Dương thấy có vẻ như là họ rất được đầu tư, rất được đầu tư. Bên đây là bãi, hai bên phải bên trái đều là bãi giữ xe. Chợ thì đã được sửa chữa lại nên là rất là khang trang. Và bây giờ ngoài trời thì cũng rất là nắng. Đây Tuấn Dương sẽ quay một vòng xung quanh cái khu vực này để quý vị các bạn nhìn rõ. Còn trước mặt chợ đó thì cái chợ tạm bằng tôn. Thì lúc xưa mà khi mà chợ Bình Tây sửa chữa đó thì họ đã rời các cái tiểu thương ra ngoài này để buôn bán. Nhưng mà sau này khi mà chợ sửa xong thì mọi người họ lại về lại các cái gian hàng của mình. Bây giờ sẽ mời quý vị các bạn cùng đi chợ nhé. Đây là cái khu các cái mặt tiền chợ Bình Tây. Đây là cái dãy mặt tiền này. Và các cái đồ Tết sạp mặt tiền chợ Bình Tây. Đó, họ bày sẵn cả ra, bày hết cả ra lối đi ở vỉa hè. Đây hàng hóa họ lên xuống này các bạn. Từ các cái xe kia để đi vô đây. Bốc xếp hàng hóa. Họ vận chuyển hàng giờ họ bốc được, đưa lên các cái tầng lầu. Và phía ngoài này là các cái xe gắn máy tập kết hàng, họ chở tới bình xịt muỗi. Đó, giờ họ sẽ mang tới để giao cho các cái tiểu thương trong các cái sạp này. Đến đây là cái khu đồ nhựa. Các nhà sư thì cũng đi chợ luôn. Đây là khu chợ, khu đồ nhựa. Chừng nào nghỉ Tết cô? 30 luôn. Giờ có cả bảng giá ngon nè, hay làm. Đây, rời cái khu đồ nhựa thì chúng ta sẽ đi ra cái khu khác à. Ở đây thì họ cũng bán các cái đồ để các cái đồ đựng ngũ quả, bánh kẹo này kia nọ. Và cái gian hàng phía bên đây chắc là sẽ nhộn nhịp nhất này các bạn. Chúng ta sẽ qua đây. Đây, bán các loại hạt, đồ khô, mứt, hạt điều, mứt, hạt sen. Bên đây quầy này họ bán tôm khô lạp xưởng. Đây sạp 28 về tận kế.
hồ, hồ cá sặc. Tết rất là nhộn nhịp này. Đấy, đây khô cá sặc hả cô? Khô cá sặc. Cô đang lựa khô cá sặc. Rồi. Đây các đồ sành sứ đây, nhà hàng sành sứ. Họ bán các cái đồ sành sứ để trưng Tết này. Đi một vòng quanh chợ này nhé. Đây họ mua bán. Đường đi vào đây rất là đông ha. Mọi người thì đi nhích nhích từng chút một. Xe chở đủ thứ luôn. Nguyên một cái bao tải lớn à, trong. Đó, có một chiếc xe hơi đậu đây là rất khó đi. Miến đồ khô, bánh tráng, gia vị tạp phẩm, các loại mắm. Hành, củ kiệu. Dẫn hai đứa đi. Dưa cải củ kiệu. Bên đây là cái khu đồ ăn. Thầy nước chấm, bia, cơm. Khu này là bán đồ ăn. Cúc củ tí. Khu này chuyên bán đồ ăn. Phát. Điểm tâm hủ tiếu mì. Đây là cái khu ăn uống ở chợ. Bà con tiểu thương khi mà tới đây bán hàng thay vì phải đi về nhà hoặc mang cơm đi thì họ có thể mua trực tiếp ở những cái quầy này. Đây họ bán mứt. Mứt các loại, rồi củ kiệu, hủ tiếu chay cố năm, mì hành thánh trương ký, bún tàu gà, bún mì vàng. Người họ ăn cơm tấm. Đây chúng ta sẽ đi ra phía bên ngoài này nhé.
cái dãy này là sạp thịt heo. Long Châu mua bán nhà đất. Trên bán đồ Tết. Nguyên cái dãy nhà này. Đây là cái mặt sau của chợ này. Đây là số 1025 đường Phan Văn Khoẻ, hai quận 6 á. Ta đang có mặt trên đường Phan Văn Khoẻ. Các loại ngũ cốc, nước dừa và ký luôn. Đây chúng ta sẽ đứng ở đây một chút xíu để coi bà con vận chuyển hàng hóa. Nhìn rất là nhộn nhịp. Đó, đi ra đến đoạn kia thì kẹt xe rồi các bạn. Chợ ngày Tết, những ngày cận Tết rất đông. Đây địa chỉ là số 1017 Phan Văn Khoẻ, phường 2, quận 6. Họ bán xỉ lẻ nhang đèn, các loại giấy cúng. Thường các bạn sẽ thấy ở đây này, những có những các cái chiếc xe thì mỗi một chiếc xe nó đều có các cái giá chở hàng ở đằng sau rất là lớn. Có những cái giá chở hàng, sau đó họ để hàng lên, họ vận chuyển chở đi các nơi. Đây bạn nhìn, đường đã kẹt rồi. Nên trong những cái ngày Tết này đó thì khi đi thì, khi chúng ta di chuyển đó, cũng rất là khó khăn đó. Đó, xe sau nó luôn có những cái giá bằng sắt để chở đồ. Yeah.
rất là chật chội. Bán hàng ở khu vực này rất là nguy hiểm ạ. Video clip của Tuấn Dương sẽ tạm end cái đoạn này tại đây nhé. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong cái phần tiếp theo. Đây chúng ta đang có mặt ở trên đường Trần Bình, bên hông của chợ Bình Tây, chợ lớn.